Xưởng vẽ tranh Tường Lam ART xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2021. Xưởng tranh của chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bác bức tranh Sơn Dầu phong cảnh làng quê Việt Nam. Đây là một bức tranh khủng nhất mà đối với tranh Sơn Dầu treo tường, với kích thước tối đa của khung sản xuất ra là kích thước chiều ngang 3m2 và chiều đứng 1m9. Đây là một bức tranh phải nói là siêu to khổng lồ đấy ạ. Không còn kích thước nào to hơn nữa, bởi vì nếu mà lớn hơn thì khung người ta sản xuất ra là không vừa. Đấy, kích thước phải nói khủng khiếp. Đây là bức tranh em vẽ cho bác ở Quế Võ Bắc Ninh, chuẩn bị chuyển hàng đi. Và trước khi chuyển hàng đi, em quay lại để cho các bác xem để các bác có thể đặt theo kích thước yêu cầu. Đây là một bức tranh phải nói là siêu khủng. Nó cao bằng em. Em cao 1m68 nhưng mà bức tranh cao hơn em. Đây là bức tranh cao 1m9, ngang 3m2. Vẽ trên chất liệu vải. Vải này là vải siêu tốt. Vải tốt nhất của trong thị trường vải toan của tranh Sơn Dầu, đó là vải vải bố Nga các bác nha. Vải bố Nga, thực ra cái từ bố Nga đây các bác nghe hơi lạ, nhưng mà trong giới mỹ thuật người ta gọi là bố Nga, chứ không, người ta bỏ cái từ vải đi. Vậy đây là vải chất liệu vải siêu dày, dày nhất, tốt nhất, bền nhất, ăn màu bám màu, độ bám màu khủng khiếp nhất và rất là dài. Nếu mà đạt chassis mỏng thì nó kéo gãy ngay. Đấy, em quay cận hơn, bắt đầu quay cận cho các bác xem. Đấy, các bác xem tay nghề họa sĩ bên em vẽ. Và đối với bức tranh này là cụ thể là em vẽ, em là Tân, năm nay 38 tuổi. Đấy, các bác cố gắng xem hết để nghe bọn em giới thiệu cũng như là về chất lượng và giá cả và cái hình thức ship tranh. Đây là bức tranh này khung composite bản 10 cm. Em không dám làm bo, vì làm bo vào yếu sợ nó sẽ gãy, bởi vì đây là kích thước dài nhất có thể rồi. Nếu các bác mà dùng khung gỗ thì có thể làm kích thước, nếu mà khung gỗ thì kích thước còn phải ngắn hơn. Khung gỗ máy nó chỉ chạy được tầm khoảng hơn 2 mét. Đây là kích thước 3m2, ngang và chiều đứng 1m9. Nó kích thước cực khủng. Đấy, em quay gần cận cho các bác xem. Các bác xem trên tivi thì cực kỳ nét, và xem trên máy tính các bác để chất lượng 4K đi. Em đang quay bằng chất lượng 4K. Đấy, nét vẽ cực kỳ tinh xảo, màu sắc, gam màu rất là êm. Và đặc biệt là nó không bị rực quá và cũng không bị tối quá, rất là êm nhẹ. Bức này treo phòng khách thì tuyệt vời. Đấy, các bác có thể đặt theo kích thước tranh nhỏ hơn hoặc lớn hơn nữa. Lớn hơn nữa thì phải dùng, em nghĩ là phải dùng khung gỗ nối. Còn đây khung composite là không thể nào kích thước nào dài hơn được nữa rồi. Các bác mua tranh gọi ngay theo số máy 0964455796. Đây, em khẳng định đây là một bức tranh Sơn Dầu khủng nhất Việt Nam, kích thước lớn nhất. Không có một bức tranh Sơn Dầu nào kích thước lớn hơn, bởi vì kích thước khung sản xuất ra là 3m3, khi mà cắt đầu cắt đuôi nó còn 3m2 hoặc hơn một chút. Đây là một bức tranh kích thước khủng, với cái chất liệu toan bền nhất trên thị trường, màu Sơn Dầu, vải bố Nga, vải cực kỳ dài luôn. Chỉ cần cân nó lên cũng về tầm khoảng hơn chục cân nguyên vải. Đấy, em quay cận hơn các bác xem nét vẽ họa sĩ ở bên em vẽ thì các bác khỏi phải chê, khỏi phải đắn đo, chỉ thích là đặt thôi, không phải lăn tăn suy nghĩ là tranh như thế nào. Đấy, em quay rất gần và em đã đầu tư một cái máy được chất lượng 4K để các bác nhìn xem ở ngoài như thế nào, ở trong như thế. Và em khẳng định với các bác là khi mà nhìn tranh sẽ chất hơn so với quay.
quay nhìn nó màn ảnh nhỏ nhưng cho anh nhìn ngoài nó hoành tráng lắm các bác. Cho anh khổ lớn, khổ siêu lớn. Chiều ngang 3m2, chiều đứng 1m9. Bức tranh lớn nhất, khủng nhất trên thị trường tranh của Việt Nam bây giờ. Không có một cửa hàng gallery nào có một bức tranh khủng hơn như thế này. Các bác xem kỹ giúp em và mua tranh hãy gọi ngay theo số máy 0964455796. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của em là Tường Lam ART, để khi có video mới là sẽ báo về cho các bác.